Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Hiện tại là bây giờ là 4 giờ chiều ngày 27 tháng 12 năm 2018. Thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn một chiếc kệ TV cột nho sóc bằng chất liệu gỗ hương đá. Chiếc kệ này thì là có kích thước là 2m3, sâu 50. Phần để TV này là rộng 1m2. Còn chất liệu gỗ hương đá làm rất là đẹp. Bốn cánh là đục tứ quý tùng trúc phúc mai, cảnh bốn mùa. Cột nho, em mình có cột nho thì cũng gọi là TV cột nho sóc. Quay vân gỗ cho mọi người xem vân gỗ hương đá. Chiếc kệ này rất đẹp, gỗ đều màu và không có rác. Rồi vân gỗ trên ván mặt rất đẹp đây. Tại thì tôi đang ở trong xưởng, chúng tôi đang có rất nhiều hàng. Quý vị mà có nhu cầu muốn mua sắm thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510 806, truy cập vào website đồgỗtùng8.com. Ở phía trong này chúng tôi đang phun sơn một chiếc sập thờ đây, chiếc sập thờ chân 25 rất là to, một bác khách hàng là mua để cung đức cho nhà thờ họ. Rồi, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác. Mọi người xem video thì nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục ra thêm những sản phẩm khác. Vâng, xin cảm ơn.